đừng trốn nữa. Ra đây đi. Bị người phát hiện rồi, muốn chờ chút cũng không được. Đi, theo ta về Khai Phong Phủ. Có phải người của Bao Hắc Tử đã chết hết rồi hay không mà lại phái một con nhãi con tới đây vậy? Không phân biệt trắng đen, người mới là nhãi con đó. Cho dù người là ai, chỉ cần nạp mình vào chỗ chết, ta sẽ giúp đỡ người. Quyền người hết lời mà không nghe, muốn ta ra tay hả? Tiểu cô nương, khẩu khí lớn lắm. Ta lại muốn xem người có bản lĩnh gì. Nhảy con nhà ngươi thật đúng là không biết tự lượng sức. Đợi ta chịu rối đi. Ấy, không phải chứ, như vậy mà bất tỉnh rồi sao? Nếu như sớm nghe lời thì ngươi không phải chịu đau đớn rồi. Phải chứ, không phải chết rồi chứ? Ngươi đừng có chết mà. Nếu như ngươi chết thật thì làm sao ta trả thù cho cha mẹ của Trương Trân đây? Nè, 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 mau tỉnh lại đi. Ấy, không có nốt rồi. Người giả chết, người có phải là hung thủ giết cha của Trương Trân hay không?
đưa hắn về Khai Phong phủ. Rõ. Tên Nhiếp Trùng Thiên đang quỳ gối dưới cầu đường kia đã giết chết vô số người vô tội. Muốn giết thì giết, lại nhảy làm cái gì? Hình pháp nhà Tống xưa nay luôn công bằng, không để hoàng ức, cũng tuyệt đối không qua loa. Bản phụ sẽ cho ngươi cơ hội tự biện. Ngươi có hoàng ức gì, ngươi có thể nói ra cho bản phụ biết. Hay cho một thanh thiên nha môn luôn miệng tự cho mình là quang minh lỗi lạc, nhất lại sử dụng cái chiêu thức đê hèn bị ổi. Hỗn sực. Triển hộ vệ dây bắt người đương nhiên phải sử dụng thủ đoạn. Bản phủ không phải là người giang hồ, nhưng cũng biết một chút ít về luật trong giang hồ. Đây chẳng qua là dùng gậy ông đập lưng ông, dùng đạo người trả cho người. Đừng có giả nhân giả nghĩa với ta nữa. Ông muốn bắt ta thì có thể quang minh chính đại tới bắt ta, cho một con nhãi ranh tới mai phục giữa đường, gọi là đạo nghĩa giang hồ hay sao? Một con nhãi ranh? Bản phụ không hiểu rõ ý của người. Còn giả nữa, con nhãi miệng còn hôi sữa đó luôn muốn giải ta về Khai Phong phủ, thay cho tên Trương Trân nào đó trả thù cho cha của hắn ta, còn nói là không phải ông phái đi hả? Cuối cùng nhà đầu đó vẫn bị ta đánh cho trọng thương. Nói ta biết cô ta bị thương ở đâu, giờ cô ta đang ở đâu. Nhà đầu đó đã bị trúng độc của ta, không sống được bao lâu nữa. Lôi hắn xuống. Rõ. Phu tử, không hay rồi, không thấy Hồng Lăng đâu hết. Nó hả? Không phải ra ngoài bờ sông nghịch nước thì cũng đi trèo cây rồi. Con đã đi tìm khắp nơi. Con cũng vừa hỏi Văn Hỷ Thúc, kể từ sau khi tan học hôm đó thì không thấy Hồng Lăng đâu nữa. Lẽ nào con bé lại phát hiện ra cái gì mới hả? Phu tử, người có từng nghe Hồng Lăng nhắc tới mấy ngày gần đây cô phải đi xa không? Không có. Không có. Phu tử, con muốn người cho con nghỉ phép. Con muốn tranh thủ thời gian để đi tìm Hồng Lăng. Tại sao con lại nghĩ như vậy? Con sợ Hồng Lăng sẽ vì chuyện của con mà. À phu tử à, người Khai Phong phủ tới, nó bảo đại nhân có chuyện muốn Trương Trần tới phủ. Giảng sinh Trương Trân bái kiến Bao đại nhân, Triển đại nhân, Công Tôn đại nhân. À, không cần đa lễ, Trương Trân. Xin hỏi Bao đại nhân, hôm nay đã tìm giảng sinh tới, không biết có chuyện gì? Triển Chiêu, người nói đi. Chúng tôi bao vây gần Tử Trang thành Tây, bắt được hung thủ bị truy nã là Nhiếp Trùng Thiên. Nhiếp Trùng Thiên? Đó chính là tên hung thủ đã sát hại cha tôi. Đúng vậy, hắn đã bị nhốt vào đại lao. Ám khí mà Nhiếp Trùng Thiên mang trên người so với chiếc ngân châm lấy được trên đầu cha cậu là hai loại hung khí hoàn toàn giống nhau. Hơn nữa, thủ pháp giết người của hắn cũng không có gì khác biệt. Nhưng mà theo như ta thấy, người này tuyệt đối không phải là hung thủ đã giết cha cậu. Đúng vậy, theo những gì giảng sinh nghe ngóng được, được biết Nhiếp Trùng Thiên thời gian mà cha tôi bị chết không có mặt ở Phổ Đà. Quả nhiên các ngươi đang điều tra hắn. Giảng sinh bất tài, chỉ muốn được góp một chút sức lực nhỏ nhoi để sớm bắt được hung thủ thật sự. Trương Trân, lời ngươi nói rất đúng. Buổi tối Văn Tường xảy ra chuyện, Nhiếp Trùng Thiên đang gây án ở ngoài thành Biện Lương. Vì vậy hắn ta hoàn toàn không thể nào là hung thủ đã sát hại cha cậu được. Bao đại nhân đã rõ mọi chuyện. Ta hỏi cậu, cậu biết chuyện này kể từ lúc nào vậy? Giảng sinh nghe phu tử nói lại, biết được Bao đại nhân không muốn giảng sinh xen vào vụ án này, nhưng mà giảng sinh chỉ muốn an ủi linh hồn của cha trên trời, tìm ra hung thủ thật sự, sau đó
trời cao đã không phụ lòng người. Cuối cùng thì giáng sinh điều tra ra được hung án Diệp Trùng Thiên gây ra không liên quan tới cha tôi. Nếu như mà các ngươi đã biết được sự thật, vì sao các ngươi vẫn còn muốn theo dõi hả? Chúng tôi sau khi bắt được Diệp Trùng Thiên, hắn khai ra đêm đó trời gần sáng đã từng có một cô nương đánh nhau với hắn. Diệp Trùng Thiên nói cô nương đó còn rất trẻ nhưng rất giỏi võ công, lại tự xưng là bạn của Trương Trân. Ta nghĩ có thể chính là Hồng Lăng cô nương. Hồng Lăng? Theo lời của hắn ta nói, hình như cổ bị hắn đánh trọng thương. Lẽ nào cậu cũng không biết cổ đang ở đâu? Tôi hoàn toàn không biết gì. Trương Trân à, vậy có khi đạo Hồng Lăng cô nương sợ người lo lắng nên hành động một mình không? Bao đại nhân, tôi sợ cổ gặp nguy hiểm. Bây giờ tôi đi tìm cổ đi. Được, vậy ta cũng sẽ phái người đi tìm. Được, đa tạ bao đại nhân. Ông ơi, Hồng Lăng bị làm sao vậy? Cái con nha đầu ngốc này, còn không phải là vì tên thư sinh không biết tốt xấu kia sao? Đã hại bản thân ra tới nông nỗi này rồi. Sư bá. Hồng Lăng à, con đừng có nói nữa hả? Con trúng độc rồi đó, nguyên khí tổn hao nhiều. Con nằm đây nghỉ ngơi cho khỏe đi. Trương Trân. Trời ơi, còn nhắc tới cậu ta làm cái gì nữa? Ngủ đi mà, giờ công lực của con còn yếu, nhất thời không thể phục lại bình thường đâu. Dân thạch này có thể tích lũy năng lượng, con hãy chịu khó ở đây tĩnh dưỡng đi ha. Nghe. Sư bá, con... Được rồi, con đừng nói nữa mà. Chỉ có nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, phục lại công lực thì con mới có thể sớm trở lại nguyên hình để lên bờ giúp cho Trương Trân. Hồng Lăng, muội thấy đỡ chút nào không? Muội xem muội đi, muội đã vì người đó chịu biết bao nhiêu đau khổ, phải chịu nhiều tội như vậy, ai biết tới được chứ? Muội thật là ngốc quá đi. Vậy chúng ta cùng nhau phát công đi. Được, được. Được, được. Phát đi. Hồng Lăng, cô ấy rất thích nghịch nước. Hồng Lăng! Hồng Lăng! Hồng Lăng! Sư bá,
Trương Nhân tìm Hồng Lăng đã tìm tới đây luôn rồi. Mặc kệ cậu ta đi. Trương Trân, Hồng Lăng tuyệt đối không được trả lời cậu ta. Chúng ta cần một ít thời gian nữa để truyền chân khí cho con, con mới biến thành người có đôi chân được. Nếu như bị Trương Trân phát hiện thì hỏng hết đó con. Không được, Quân ấy nhất định tìm con rất vất vả. Con phải tìm Quân ấy. Hồng Lăng ơi. Hồng Lăng, Hồng Lăng, Hồng Lăng, Hồng Lăng, Hồng Lăng, Hồng Lăng, cô không sao thì tốt. Cuối cùng đã tìm được cô. Tôi tìm cô lâu lắm rồi đó. Tại sao cô lại ở đây vậy? Tôi đang nghịch nước. Nghịch nước? Tôi đã biết tất cả rồi. Vậy Trương Trân à, Quynh không giận tôi chứ? Làm sao mà tôi giận cô được chứ? Tôi chỉ giận chính bản thân mình thôi. Trương Trân tôi không có tài đức gì để cô nương như cô hy sinh vì tôi nhiều như vậy. Tôi cũng không biết nữa. À phải rồi, Bao đại nhân nói cô bị thương rồi. Cô bị thương ở đâu để tôi coi. À, tôi không sao, tôi đã khỏe rồi. Quynh yên tâm đi. Vậy cũng không nên ngâm nước lâu tới như vậy. Nè, để tôi cõng cô. Không được đâu Hồng Lan à, con đừng có đi mà, thật nguy hiểm đó. Nè, Hồng Lan à. Ủa, lẽ nào? Nè, cố lên. Lão Quy, không phải mất tới 3 canh giờ lận sao? Phải đó. Phải đó, sao mới nó đã ổn rồi? Lẽ nào công lực của lão đã tiến bộ rồi sao? Lão Quy, để không ổn rồi, để phải đi tu luyện lát. Đi. Đuối rồi, đuối rồi. Sư bá, người vẫn ổn chứ? Vẫn ổn. Vẫn ổn. Không ổn rồi. Ê, nhanh, chạy đi, nước biển bất thường, là sóng thần đó. Mau đi đi. Nè, mau đi đi, sóng thần tới rồi. Chạy lên núi càng xa càng tốt, mau lên. Mau, sóng thần tới rồi, mau lên. Đừng báo phụ, đừng báo mẫu, mau lên. Bác xem bên kia sóng thần tới rồi. Mau lấy đồ. Chạy lên núi, mau lên. Còn lấy đồ cái gì nữa, mau lên. Nhanh lên. Mọi người nhanh lên. Mau đi thôi. Nhanh lên đi mà. Mau. Mau, lên núi đi. Càng cao càng tốt. Mau lên. Nhanh lên. Mau lên. Chạy lên chỗ cao đi, mau lên. Chạy mau. Lẹ lên. Nhanh lên. Mau chạy lên chỗ cao đi. Mau lên. Nhanh lên. Chạy mau. Mau lên. Chạy đi. Mau lên, mọi người tới rồi. Mau lên, chạy mau đi. Vẫn chưa lấy một bàn nữa. Các trò, mau chạy đi, sóng thần tới rồi. Mau chạy lên núi, mau lên, mau lên. Mau lên. Chạy đi. Sóng thần sắp tới rồi. Mau lên. Thông báo cho mọi người đi, mau lên.
đi thông báo cho mọi người. Dạ. Mau lên. Mau. Chạy đi. Mẹ ơi, mau chạy đi. Chạy mau lên đi. Mau chạy đi. Mau lên. Mẹ ơi, mau chạy đi. Chạy mau lên. Sư mũi à, quỷ vị này có vẻ hơi lạ nha. Không lẽ? Không phải chứ. Sao vậy Hồng Lân? Đây không phải là dấu hiệu của sóng thần sao? Quỷ vị lùi sao như vậy? Cơn sóng thần này nhất định vô cùng dữ dội, trên bờ nhất định sẽ bị nhấn chìm toàn bộ. Đúng vậy. Đừng nói nữa, đi theo ta. Chúng ta đi cứu những người trên bờ đi. Im miệng, đi theo ta. Chúng ta lên bờ cứu người trước, rồi đi cũng không muộn mà. Không được đi. Tại sao chứ? Hồng Lân, tới giờ này vẫn không cách nào quên được Trương Trân có đúng không? Lúc nãy tất cả đều là giả. Nàng đã lén nút chạy đi thăm Trương Trân, có đúng vậy không? Đúng. Hồng Lân, chúng ta sắp thành thân rồi, sao trong lòng của nàng vẫn còn người khác vậy? Nàng coi ta là đồ đá sao? Trong lòng ta không có cảm giác gì sao? Ta cũng có tự tôn của mình. Không phải như vậy đâu, chỉ là muội cảm thấy Long Thái Tử thấu hiểu nhân tình vô cùng đáng kính. Không, ta không thấu hiểu nhân tình, cũng không cần cái đáng kính của nàng. Ta muốn trong lòng nàng chỉ có một mình ta. Hồng Lan, cho dù nàng không làm được, ít nhất ta cũng là người quan trọng nhất trong lòng của nàng. Long Thái Tử à, xin huynh cho phép Hồng Lan ích kỷ một lần cuối cùng. Mạng người quan trọng, đi cứu người trước đã. Hồng Lan hứa với huynh, sau này nhất định sẽ đặt huynh lên hàng đầu. Lần này không ai cứu được hắn đâu. Huynh có ý gì chứ? Phụ vương đã hạ lệnh, không ai ngăn cản được. Lần này Trương Trân chết chắc rồi. Hắn đã làm cả làng trại bị liên lụy. Nếu nàng còn nhúng tay vào, chỉ là hy sinh tính mạng của chính nàng mà thôi. Huynh không tin. Huynh không được đi. Buông tay ra. Buông tay ra. Buông ra đi. Long Thái Tử, đi theo ta. Buông tay ra. Buông tay ra. Dạ mau lên, sóng thần tới rồi. Mau lên. Chạy mau đi, chạy mau. Chạy mau lên đi. Sóng thần tới rồi kìa. Sóng thần tới rồi, chạy mau đi. Chạy mau đi, chạy mau. Mau lên, mau lên. Sóng thần tới rồi kìa. Mau lên, sóng thần tới rồi, chạy mau đi. Chạy đi. Chạy mau đi. Cẩn thận, cẩn thận đó. Chạy lên núi đi. Cẩn thận, mau lên. Mau lên, cẩn thận, cẩn thận. Mọi người cứ chừng đó. Mau lên. Trời ơi, cha của tôi. Ông già tôi vẫn còn chưa lên núi. Không thể xuống núi, tính mạng quan trọng. Ông ấy vẫn chưa có lên. Ông ấy quay về tìm bạc rồi. Làm sao mà giữ được mạng đây? Được rồi, con đi tìm bá phụ, con đi tìm bá phụ. Bá mẫu ở đây, đừng có xuống đó, con tìm bá phụ cho. Đa tạ, con nhất định phải tìm được ông ấy về đây. Cứu tôi với. Cứu tôi. Đừng bá phụ, đừng bá phụ, không sao chứ? Đừng bá phụ, không sao thì tốt rồi. Chúng ta mau lên núi đi, lên núi đi, đi tránh nạn, mau lên. Không, bà của tôi đâu? Bà của tôi đâu? Đi, đều là vật ngoài thân. Bà của tôi, trời ơi, bà của tôi. Đừng bá phụ, chỗ bạc nó khó khăn. Đừng bá bá, mau đi thôi. Tính mạng quan trọng, cho con lên núi đi. Bà của tôi đâu rồi? Tôi không cần sống nữa. Đừng có kiếm nữa. Đừng bá mẫu đang chờ bá trên núi đó. Đừng bá bá, bà nghe con nói đi mà. Mau lên núi cùng con đi. Bà của tôi đâu rồi? Bỏ tôi ra, tôi phải đi tìm bạc của tôi. Đừng bá bá,
Đâu rồi? Đừng bắt má. Mất mạng rồi thì tiền tài có ích gì đâu. Tiền tài mất rồi có thể kiếm lại, tính mạng mất rồi thì không còn nữa. Buông ra, tôi phải đi tìm bà của tôi. Má xem, sóng thần lại tới rồi. Bà con, mau đi thôi. Mau đi thôi. Bà con ơi, mau lên núi đi. Đi chạy đi. Mau lên, mọi người mau chạy đi. Chạy đi, chạy đi. Ôi cứu, cứu. Chạy bao nhiêu trời ơi. Ôi trời ơi, ông già chết tiệt này. Ông không cần mạng nữa hả? Ông không cần mạng nữa hay sao? Bà còn quan trọng hơn tính mạng hả? Bà không của có ông thì làm sao mà sống nổi đây? Ông nói đi. Long Dương. Hả? Long Dương. Các người vi phạm tộc quy, dĩ hạ phạm thượng, tội đáng muôn chết. Long Dương khai ân mà chúng tôi sẽ muốn cố gắng. Là Hồng Lăng liên lụy tới mọi người. Hồng Lăng nguyện đi lấy cái chết tạ tội. Xin Long Dương khai ân, tha cho họ đi. Hồng Lăng. Hồng Lăng. Được. Hồng Dương sẽ cho ngươi tỏa nguyện. Long Dương.
Long Thái Tử! Khiên Nhi! Khiên Nhi! Phụ Dương, con cầu xin người tha cho Hồng Lăng đi. Khiên Nhi, con việc gì phải khổ như vậy chứ? Trong lòng nó vẫn không hề có con, để con khổ sở chờ đợi bao nhiêu năm như vậy, có đáng hay không? Phụ Dương, Hài Nhi cho rằng thật ra có những chuyện không thể dùng trả giá để cân bằng, mà có những chuyện Hài Nhi buộc phải làm. Ta thấy con bị con yêu nghiệt này làm cho mụ mị hết rồi. Con là con ta, ta không thể làm gì con được. Nhưng mà Hồng Lăng và đồng bọn của nó hôm nay nhất định phải chết. Phụ Dương, Phụ Dương. Quan Âm đại sĩ. Quan Âm đại sĩ. Long Dương, ngài gây chiến kết thù với con người, lẽ nào ngài muốn sinh linh lầm than mới có thể giải mối hận trong lòng ngài? Quan Âm đại sĩ, thủy tộc ta nào giờ không có liên quan với con người. Là con cá chép này làm bậy, không tuân thủ quy định hai giới, tự tiện xông vào nhân gian để lại hậu quả xấu. Mà Khiên Nhi của ta lại không thể rời khỏi con yêu nghiệt này. Vì Long Tử, ta đành cho nó cơ hội để hối cải. Không ngờ nó lại lật lọng, hủy bỏ hôn ước, hại Long Tử của ta bị thương. Và tên Trương Trân kia nữa, càng không coi thủy tộc ta ra gì. Hắn mê hoặc dân làng Phổ Đà, phá hoại thánh địa Đông Hải của ta. Bọn ta và loài người từ lâu đã có thỏa thuận không làm phiền lẫn nhau, là bọn chúng hủy bỏ hẹn ước trước. Hôm nay ta nhất định phải cho chúng biết chiêu, lấy gậy ông đập lưng ông. Lòng gì? Lão Quy dẫn theo Long Tử áp giải yêu nghiệt theo bổn Dương về cung. Tôn mệnh Long Dương. Hồng Lăng à, chúng ta đi thôi con. Bổn Dương niệm tình ngươi cũng từng là thủy tộc ta, khoan nhượng cho ngươi nhiều lần. Còn ngươi lại vì một người phàm, năm lần bảy lượt đối đầu với ta, không coi luật lệ thủy tộc ra cái gì. Ngươi còn dám tự ý hủy bỏ hôn ước, hại Khiên Nhi của ta vì tình mà bị thương. Ngươi to gan làm càn như vậy, Bổn Dương không thể nhẫn nhịn với ngươi được nữa. Hôm nay Bổn Dương phải xử cực hình với ngươi. Lâm Dương khai ân. Lát nữa ta sẽ trừng trị các người tiếp. Hồng Lăng, ngươi còn gì muốn nói nữa không? Hồng Lăng không hối hận, nhưng mà Hồng Lăng còn một thỉnh cầu.
Hy vọng Long Dương có thể thu tay lại, đừng làm hại những người kia nữa. Hôm nay Hồng Lăng rời đi, hy vọng tất cả ân oán đều sẽ được xóa bỏ. Đừng để những người phạm vô tội kia và thủy tộc chịu bất cứ sự tổn thương nào nữa. Sớm biết như vậy, sao lúc đầu còn làm? Long Dương, chuyện hôm nay nhất định sẽ giúp con người quán trách. Nếu xích mích với người phạm, nhất định sẽ dẫn tới nhiều phiền phức. Hơn nữa nhân vật chính trong vụ này đã bị định tội, mong Long Dương khoan hồng đại lượng, tha cho người phạm đó đi. Hành hình! Phụ Dương, người đều giết Hồng Lăng. Phụ Dương, người muốn giết thì giết luôn con đi. Sống con không thể ở bên cạnh nàng, chết con nguyện đi theo Hồng Lăng. Nghiệt chướng, sao con có thể vì một nữ tử mà coi thường tôn nghiêm của Long tộc ta? Đừng quên thân phận của con không mau lui xuống đi. Phụ Dương, người không cần nói nữa, lòng con đã quyết rồi. Được, bổn Dương không giết nó. Phụ Dương, thật vậy sao? Giết nó thì dễ dàng quá, bổn Dương phải đánh tan nguyên thần của nó, đóng băng chiếc biển sâu răng đe cảnh cáo. Nếu ai còn dám đối đầu với ta, Hồng Lăng chính là kết cục của kẻ đó. Phụ Dương, Hồng Lăng, Hồng Lăng, Hồng Lăng, Hồng Lăng, Hồng Lăng. Hồng Lăng, Hồng Lăng. Tống giam bọn chúng 100 năm đã là nhân nghĩa lắm rồi. Vậy còn Hồng Lăng? Im miệng! Hôm nay Phụ Dương tuyệt đối sẽ không nghe theo con nữa. Phụ Dương, con cầu xin người hãy thả Hồng Lăng ra đi. Tại sao con phải khổ như vậy? Nữ tử thế gian hàng trăm hàng ngàn, đâu chỉ có một mình Hồng Lăng. Bổn Dương bây giờ sẽ cho người đi tìm về, tùy con lựa chọn. Phụ Dương, con không cần cô nương nào hết, con chỉ cần Hồng Lăng thôi. Ta thật không hiểu, con bé Hồng Lăng nó rốt cuộc có gì tốt? Trong mắt nó căn bản không hề có con, sao con lại phải cố chấp như vậy hả? Phụ Dương, nếu có lựa chọn thì hại nhi có thể như vậy không? Tình yêu là không có lựa chọn, cho dù Hồng Lăng như thế nào, trong lòng con đã định. Phụ Dương, bây giờ con rất hối hận, con thật sự không nên ép Hồng Lăng thành thân. Chỉ xin Phụ Dương tha cho cô ấy, cầu xin người đó Phụ Dương, người hãy tha cho cô ấy đi. Ta thấy con đúng là bị ma ám rồi. Phụ Dương, chỉ cần người tha cho Hồng Lăng, con xin thề từ nay về sau con sẽ tuyệt đối nghe theo Phụ Dương, không bao giờ làm Phụ Dương tức giận nữa. Thiên Di, Phụ Dương bây giờ dù có muốn thì cũng không có khả năng nữa. Tại sao vậy? Nguyên thần của Hồng Lăng đã bị đánh tan, Phụ Dương không có khả năng triệu tập nguyên thần đã phát tán ở tứ phương lại. Con hãy từ bỏ đi. Phụ Dương, người làm vậy không phải muốn lấy mạng Hồng Lăng hay sao? Sao người không đánh tan nguyên thần của con luôn đi chứ? Cho dù con có làm cô hồn dạ quỷ, cũng có thể được bay cùng nguyên thần của Hồng Lăng.
vẫn còn tốt hơn là phải sống một mình. Hồng Lâm, muội còn nhận ra ta không? Hồng Lâm, ta xin lỗi. Đáng lẽ ta không nên ích kỷ như vậy. Ta cũng biết rõ ràng là muội thích Trương Trân, ta nên chấp nhận chuyện đó. Nhưng ta đã làm tổn thương muội, cũng làm tổn thương Trương Trân. Ta thật bị ổi. Đúng ra phải là ta bị giày vò mới phải. Hồng Lan, muội không có lỗi. Chẳng qua là muội yêu phải một người phàm mà thôi. Tình yêu vốn không hề có lỗi. Muội không cần phải bị trừng phạt. Hồng Lan, ta xin muội, muội quay lại đi. Muội hãy cố gắng một chút để nguyên thần của mình trở lại đi Hồng Lan. Ta cầu xin muội, muội quay lại đi, muội cố gắng đi mà. Hồng Lan, muội đang suy nghĩ cái gì vậy hả? Sư phụ sư bá của muội và sư huynh muội của muội, họ đều rất tốt, họ đều rất nhớ muội. Đáng tiếc là họ không thể tới được. Muội hãy vì họ mà mau trở lại đi, có được không? Hồng Lan, Hồng Lan, muội quay lại đi, muội hãy mau quay lại đi. Biến thành dáng vẻ trước đây đi mà Hồng Lân. Các người giúp ta nghĩ cách đi. Long Thái Tử, hiện giờ người có thể cứu được Hồng Lăng chỉ có một người thôi. Ý của bà muốn nói là Trương Trân? Phải. Không được đâu, không có được đâu. Tại sao vậy? Trương Trân là người phàm, cậu ấy chưa tới đáy biển đã bị thịt nát xương tan rồi. Vậy uống đan dược thì sao? Uống đan dược cũng không tới được sao? Ở đó không giống với Long Cung, huống hồ Trương Trân chỉ là thân thể của người phàm mà thôi. Vậy có nghĩa là Hồng Lăng sẽ mãi mãi như vậy, không cứu được nữa sao? Không phải vậy, vẫn còn có cách khác. Sư muội à, cách đó thật sự quá mạo hiểm đi. Là cách gì vậy? Mau nói đi. Xác thịt của Trân Trân không tới được đáy biển, nhưng nguyên thần của cậu ấy có thể. Thật sao? Đúng. Nếu như người phàm uống được nước thánh trong tịnh bình của Quan Âm đại sĩ, thì nguyên thần có thể tạm thời thoát ra khỏi xác thịt, có thể đi đến bất cứ nơi nào. Tốt quá rồi. Năm xưa khi Đông Hải khô cạn, Quan Âm đại sĩ vì phổ độ chúng sinh đã ban nước thánh cho thủy tộc chúng ta. Long Thái Tử, tôi xin người, người đừng có đi tìm Trương Trân mà. Tại sao vậy? Ta nghĩ Trương Trân chắc chắn sẵn lòng đi cứu Hồng Lăng. Còn vị phía phụ dương của ta, ta sẽ dốc hết sức mình bảo vệ Trương Trân, sẽ không để phụ dương tổn hại Trương Trân và những người phàm khác. Lão đây tin là người có thể ngăn cản được Long Dương, nhưng mà người tuyệt đối không có còn cách nào giữ được tính mạng của Trương Trân đâu. Tại sao vậy? Ta gọi là nguyên thần lìa xác, là phải trải qua tu luyện khiến cho tinh khí thần của một người thoát ra khỏi xác thịt. Khi xác thịt bị mất đi nguyên thần thời gian lâu quá, mạch tượng bắt đầu biến mất, khí huyết cũng theo đó không còn tuần hoàn. Khi xác thịt bắt đầu tan biến, nguyên thần cũng sẽ tứ tán. Tóm lại, khi nguyên thần tứ tán, xác thịt sẽ bị thối rữa. Huống hồ là Trương Trân chỉ là thân thể của một người phàm, cho dù dựa vào ngoại lực để ép nguyên thần của cậu ấy lìa khỏi thân xác, nhiều lắm cũng chỉ được 3 canh giờ mà thôi đó. Vậy Trương Trân tới đáy biển thăm Hồng Lăng nhất định phải hoàn thành trong thời gian 3 canh giờ. Để có làm được không? Việc này vốn dĩ không thể làm được. Khoan nói cả lộ trình đi và về, chỉ mỗi tính lộ trình lượt đi thôi, Nhanh nhất cũng phải mất 2 canh giờ đó. Hả? Cái gì? Bỏ đi. Nếu mà Trân Trân đi cứu Hồng Lăng,
cậu ấy sẽ chết chắc đó. Vậy phải làm sao đây? Đi, Trương Trân sẽ chết. Không đi, Hồng Lăng sẽ không được cứu. Quả nhiên, ngày nổi sóng thần đó không phải ta bị ảo giác, mà là Hồng Lăng đã tới. Không có ai chịu nói ta biết, nhất định đây là ý của Hồng Lăng. Trương Trân, khi ta nghe xong sư phụ Hồng Lăng nói biện pháp đó, ta vốn không muốn tới tìm huynh, nhưng mà ta đã dùng hết khả năng của mình, Hồng Lăng vẫn không có chút phản ứng nào. Cho nên ta tin ở trên thế gian này, người duy nhất gọi được Hồng Lăng tỉnh lại chỉ có huynh. Vậy chúng ta bây giờ lập tức xuất phát. Trương Trân, huynh thật sự không cần suy nghĩ thêm sao? Huynh làm như vậy, huynh có thể... Ta biết rõ, trong thời gian 3 canh giờ, nếu như không quay lại kịp, xác thịt của ta sẽ bị thối rữa, nguyên thần của ta cũng theo đó tan thành tro bụi. Huynh thật sự bằng lòng sao? Vì cứu Hồng Lăng, đây cũng là một niềm hạnh phúc. Nén nhang này có thể cháy trong 3 giờ. Một khi nó được đốt cháy, tất cả mọi người và mọi vật ở bên ngoài đều sẽ không quấy nhiễu thân xác của huynh. Cho tới khi nguyên thần của huynh quay trở lại là có thể bình an nhập vô lại thân xác huynh. Được, đa tạ huynh. Mấy món đồ này phiền huynh giúp ta giữ chúng, tới bên đó rồi huynh mới đưa lại cho ta. Được. Cái này huynh hãy uống nó đi. Ta xong rồi. Được. Chuẩn bị xong chưa? Đi thôi. Hồng Lăng bình thường hoạt bát như vậy, thích cười như vậy, yêu mọi người như vậy, nhốt cổ ở đây nhất định là khó chịu còn hơn cả chết. Thời gian không còn nhiều, đi thôi.
Trân Trân, huynh vô đó đi. Hồng Lăng, Hồng Lăng, muội có nhận ra Trương Trân nữa không? Hồng Lăng, ta nhất định sẽ làm cho muội tỉnh lại, để muội lại được cười. Muội xem ta đem gì tới cho muội. Ta sẽ mang cây sáo của ta tới đây để thổi cho muội nghe. Hồng Lăng, thật xin lỗi, Trương Trân không có cách nào để thổi sáo cho muội nghe. Muội còn nhớ chúng ta quen nhau như thế nào không? Chính là bắt đầu từ cái sáo này. Ta sẽ thử lại lần nữa. Mẫu,
Theo quên thì cái gì là mộng? Trên này viết gì vậy? Ở trên đó viết người thế gian đáng cười. Hồng Lan, Hồng Lan, muội quay lại rồi. Muội có còn nhớ ta không? Quynh là ai vậy? Người muội đã từng yêu sâu đậm, đã từng không ngừng cổ vũ động viên. Bất luận cuộc sống trải qua khó khăn ra sao, muội vẫn luôn ở bên cạnh ta. Thậm chí là vào sinh ra tử, muội cũng vĩnh viễn không rời xa. Không cần gấp gáp đâu. Muội xem những hình ảnh này, nó sẽ hiện ra từng việc mà chúng ta từng cùng nhau trải qua. Chắc chắn muội sẽ nhớ lại tất cả, sẽ nhớ lại muội là ai. Không, ta nói ta sẽ mãi mãi yêu muội, ta sẽ mãi mãi không để muội chịu khổ. Muội biết, nhưng mà nơi này quá nguy hiểm. Bất kể muội ở nơi chốn nào, ta cũng sẽ tìm được muội. Trời trời, Hồng Lan không sợ mệt, không sợ đau, thậm chí không sợ chết. Điều Hồng Lan sợ nhất chính là mất đi Quynh.
đó mới chính là nỗi đau thật sự. Nếu Quỳnh thật lòng yêu Hồng Lăng thì xin đừng rời xa Hồng Lăng, xin đừng bỏ rơi muội. Nếu chết thì chúng ta sẽ cùng chết. Hồng Lăng, Hồng Lăng, Hồng Lăng, muội làm gì vậy? Hồng Lăng, nếu như vậy thì chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, không rời xa nhau nữa. Hồng Lăng, tốt quá rồi, nguyên thần của muội đã trở về. Muội đã nhớ lại hết rồi, muội nhất định phải luôn nhớ tới ta, nhớ tới Trương Trân, có biết không? Hồng Lăng, ta thích nhìn nụ cười của muội, hãy vì ta mà cười một lần cuối. Bổn Dương ban cho Hồng Lăng được chứ? Được, Bổn Dương sẽ cho ngươi được toại nguyện. Long Dương, xin hãy giơ cao đánh khẽ. Bái kiến đại sĩ. Hồng Lăng, ngươi sao vậy? Quan Âm đại sĩ, xin ngài hãy cứu Trương Trân. Hồng Lăng có thể không sống, cũng không muốn để Trương Trân phải chết. Ngươi thì có tư cách gì mà đưa ra yêu cầu? Bây giờ Bổn Dương sẽ đưa ngươi đi gặp Trương Trân. Long Dương, Khiên Nhi từ sớm nói hết tất cả mọi chuyện cho ta biết rồi. Nếu ngài không phiền, vậy việc này xin cứ giao lại cho ta giải quyết. Lời của đại sĩ, Ngao Quảng xin được nghe theo. Vậy thì tốt. Hồng Lăng, tâm ý của ngươi ta đều hiểu. Trương Trân sinh tiền tích đức thiện duyên, thiện lai thiện báo, sau khi vượt qua phong ba bão táp sẽ sống lại thôi. Thật vậy sao? Tạ Quan Âm đại sĩ. Hồng Lăng, bây giờ ta chỉ hỏi ngươi một câu, không biết ngươi muốn đại ẩn hay là tiểu ẩn? Cái gì là đại ẩn? Cái gì là tiểu ẩn? Đại ẩn là vứt bỏ tam phiến. Quan Âm đại sĩ, làm vậy sao được? Đừng nói, bây giờ Hồng Lăng đã thành trồng, cho dù là những con cá nhỏ, nếu gỡ bỏ tam phiến thì thân xác sẽ tan rã mà chết. Việc này phải xem tạo hóa của Hồng Lăng. Nếu Hồng Lăng không chết thì sẽ đến nhân gian chịu khổ. Tiểu ẩn là đi theo ta tới Nam Hải tu luyện 500 năm sau đắc đạo thành tiên. Hồng Lăng tình nguyện đại ẩn. Tại vì sao? Vì Trương Trân. Hồng Lăng tình nguyện xuống nhân gian chịu khổ. Vậy ngươi có biết cái giá phải trả khi gỡ bỏ tam phiến không? Con không quan tâm. Ngươi từ bỏ 500 năm đạo hạnh tu luyện, hơn nữa
Hiện giờ ngươi đã vượt qua Long Môn, quá thân thành rồng. Cho nên, nếu ngươi muốn xuống nhân gian, thì phải gánh chịu nỗi đau đớn thay da đổi thịt. Gỡ bỏ tam phiến, gỡ phiến thứ nhất chính là rút bỏ lông gân của ngươi. Phiến thứ hai chính là lột bỏ lông bì trên người ngươi. Phiến thứ ba chính là hút cạn lông não của ngươi, để cho ngươi tuyệt đối quên đi ngươi từng là rồng. Sau khi gỡ bỏ tam phiến, nếu như ngươi có thể sống sót vượt qua, ngươi sẽ được đọa xuống nhân gian. Học Lân, tất cả những thứ này mùi chịu đựng nổi không? Mùi thật sự chịu nổi mà. Bây giờ ta mới hiểu tình cảm mùi dành cho Trương Trân kiên định đến mức nào. Mùi xin lỗi đã khiến cho Quỳnh phải lo lắng cho mùi, buồn phiền gì mùi. Hồng Lân, ta hỏi mùi một câu cuối cùng. Nếu như mùi làm như vậy, có thể sẽ chết. Mùi có thấy nó xứng đáng không? Ừ. Nếu như Hồng Lăng đã đưa ra lựa chọn cho mình, vậy thì phải xem tạo hóa của người.